Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi để phòng dịch COVID-19. Thông tin đáng chú ý, dù người dân đã tiêm 3 mũi vaccine, biến chủng BA.4, BA.5 vừa xuất hiện ở Việt Nam vẫn có khả năng thoát miễn dịch mạnh gấp 4 lần so với Omicron BA.2 trong đợt dịch trước. Thành phố Hồ Chí Minh nguy cơ cao dịch sốt xuất huyết chồng lên dịch COVID-19 với biến chủng BA.5. Đắk Lắk, nhân viên y tế từng tiêm nhầm vaccine, xe áo blue tiếp tục lên mạng réo tên phụ huynh của lãnh đạo. Kon Tum, Sở Y tế không tìm được người để hoàn trả 5,3 tỷ đồng tiền chênh lệch test nhanh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trả bằng được cho người dân thì thôi. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Kon Tum, Sở Y tế không tìm được người để hoàn trả 5,3 tỷ đồng tiền chênh lệch test nhanh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trả bằng được cho người dân thì thôi. Thưa quý vị, thời điểm chống dịch từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế Kon Tum đã thu phí test nhanh COVID-19 của người dân với giá là 238.000 đồng một lần, cao hơn rất nhiều so với giá quy định. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu sở phải trả lại bằng được cho người dân số tiền chênh lệch gần 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, Sở Y tế Kon Tum cho biết không thể hoàn trả nổi vì 90-95% đều xét nghiệm người ngoại tỉnh và không lưu trữ thông tin. Bởi lý do này, Sở Y tế đề xuất xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng số tiền trên chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoặc là nộp lại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, phía Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum không đồng tình với phương án trên, giao Sở Y tế tiếp tục rà soát, thực hiện việc hoàn trả tiền bằng được cho người dân. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng số tiền chênh lệch trên để chi cho các nội dung liên quan như các phương án do Sở Y tế đề xuất. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi để phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định của Sở, các thành viên tham gia điểm thi, cán bộ coi thi và thí sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi ở điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại các điểm thi, ban lãnh đạo phân công thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi, không tụ tập trao đổi trước và sau khi thi, giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên, thí sinh trước khi vào điểm thi. Theo thống kê tổng kết từ các điểm thi báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo đến nay, có 38 thí sinh thuộc diện F0 trên cả nước. Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này cũng sẽ được triển khai theo đúng quy chế cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh. Các hội đồng thi trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tế của địa phương, đồng thời có các phương án dự phòng ứng phó với các tình huống bất thường, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Đắk Lắk, nhân viên y tế từng tiêm nhầm vaccine, xe áo blue tiếp tục lên mạng réo tên phụ huynh của lãnh đạo. Thưa quý vị, mới đây ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm được việc y sĩ Phạm Hồng Thái, nhân viên trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búc đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội phản ánh việc không được cử đi tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét. Trong clip, ông Thái đã nói xấu lãnh đạo trung tâm y tế huyện Krông Búc với những ngôn từ rất thiếu chuẩn mực. Ông này cho rằng bản thân quản lý chương trình sốt rét của trạm y tế xã Cư Né nhưng lại không được báo đi tập huấn chương trình này. Đây là cách làm việc bát nháo, vô tổ chức, thể hiện sự độc đoán chuyên quyền của trung tâm y tế huyện Krông Búc. Như trong các bản tin trước đây chúng tôi đã từng phản ánh, cho rằng bị chèn ép khi đánh giá xếp loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ. Vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021, ông Thái đã ra trước cổng trạm y tế xã Cư Né có những lời lẽ khiếm nhã với lãnh đạo, cởi áo blue của mình rồi xé rách và ném vào cơ quan. Toàn bộ diễn biến, ông Thái nhờ người quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã thanh tra và kết luận cho thấy việc ông Thái bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 là có cơ sở, khi ông này có thái độ thiếu hài hòa với bệnh nhân, đồng nghiệp từng tiêm vaccine COVID-19 nhầm loại cho người dân trong giai đoạn chống dịch. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý, dù người dân đã tiêm 3 mũi vaccine, biến chủng BA.4, BA.5 vừa xuất hiện ở Việt Nam vẫn có khả năng thoát miễn dịch mạnh gấp 4 lần so với Omicron BA.2
trong đợt dịch trước. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử Soha, nghiên cứu từ Mỹ vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature cho thấy rằng BA.4 và BA.5 có khả năng xuyên thủng miễn dịch rất cao ở người tiêm 3 mũi hoặc là tiêm 2 mũi sau đó nhiễm đột phá. Các chuyên gia đã xem xét khả năng thoát miễn dịch của 3 biến thể phụ Omicron mới là BA.2, 12.1, BA.4 và BA.5 vừa mới phát hiện tại Việt Nam. Bộ ba đang gây làn sóng COVID-19 mới trên toàn cầu hiện nay. Ba biến thể phụ này được đem đối chiếu với BA.2 Omicron, hay chúng ta vẫn gọi là biến chủng Omicron tàng hình. Đây là chủng virus thống trị toàn cầu kể từ làn sóng Omicron đầu tiên cho đến khi bị BA.5 xoán ngôi vào tuần trước. Kết quả cho thấy, biến chủng BA.2.12.1 chỉ có khả năng thoát miễn dịch cao hơn BA.2 một cách khiêm tốn là 1,8 lần. Trong khi đó, cặp đôi BA.4 và BA.5 vừa được phát hiện tại Việt Nam có khả năng thoát miễn dịch mạnh hơn BA.2 tới 4,2 lần. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng, đột biến được tìm thấy trong BA.4 và BA.5 tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát khỏi một số kháng thể chống lại virus. Không chỉ chống lại kháng thể do vaccine và các lần nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, các dòng phụ mới này cũng làm giảm hiệu lực của một số loại kháng thể nằm trong thuốc điều trị được phép sử dụng trong lâm sàng. Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu này đều là những người đã có miễn dịch khá tốt nhờ tiêm 3 mũi. Nghiên cứu cho thấy, khi những biến thể phụ có khả năng lây truyền cao lan rộng toàn cầu, chúng sẽ dẫn đến nhiều ca nhiễm đột phá hơn ở những người đã được tiêm chủng và tiêm chủng tăng cường với vaccine mRNA hiện có. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh nguy cơ cao, dịch sốt xuất huyết chồng lên dịch COVID-19 với biến chủng BA.5. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với 3 thách thức lớn là COVID-19 chồng sốt xuất huyết, thiếu thuốc và vật tư y tế, thiếu nhân viên y tế công lập. Thách thức thứ nhất đang hiện hữu, bùng phát cùng lúc COVID-19 và sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố đang tăng đột biến, gấp 184 lần so với cùng kỳ năm ngoái, gần 22.000 ca, trong đó có 11 trường hợp không qua khỏi. Những năm trước, chủng virus D1 gây sốt xuất huyết chiếm ưu thế ở thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam. Nhưng năm nay, chủng virus D2 được cho là có độc lực cao hơn, cũng lưu hành rộng rãi hơn. Ngành y tế lo ngại khi có chuyển đổi loại virus gây bệnh thì số ca mắc sẽ thường tăng cao, kéo theo số ca nặng và không qua khỏi tăng. Cùng lúc, thành phố vừa phát hiện nhiều ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 ở Củ Chi và Thủ Đức. WHO đã cảnh báo nhiều nguy cơ của biến chủng mới là không thể lường và không thể đoán định được. Nguy cơ thứ hai là thiếu thuốc và vật tư y tế. Thực tế, khi dịch sốt xuất huyết tăng từ cuối tháng 4, nhiều bệnh viện tuyến cuối đã thiếu loại thuốc quan trọng có trong phác đồ của Bộ Y tế. Để chữa cháy, các bác sĩ đã phải thay thế bằng loại thuốc khác, song hiệu quả điều trị không tốt bằng thuốc trong phác đồ. Thậm chí có một số loại thuốc có giá thành cao nhưng không được bảo hiểm y tế chi trả, người dân phải tự thanh toán. Thách thức thứ ba là thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập. Tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc sau thời gian dài chống dịch xảy ra trên cả nước, gần 10.000 người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các y bác sĩ rời bỏ bệnh viện công, song phần lớn là do họ bị kiệt sức sau nhiều tháng chống dịch, nhưng thu nhập lại thấp, không trụ được với nghề. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!